bố ngủ nãy giờ cũng hơi hơi lâu lâu rồi. Cho nó nhịp đói, cho nó nhịp đói mới cho nó bú. Thế thế mà thấy cái miệng nó không có đảo là chắc nó chưa đói. Ờ chưa đói đó. Chưa có đói đó. Mình nói ơi, con chưa có đói đó. Mình tiễn cái ly á. Có quậy nữa không? Không. Có không quậy bà. Cô Hai nó không có quậy bà nội rồi. Nè, quậy quà bà nội bệnh ra bà nội nuôi em nhờ. Ha. Em thương nội nhưng mà nói chung chung nè. Dạ bà ơi, con chào trắng bà này, cô trắng chú. Hả? Trắng hả? Trắng. Trắng. Con nhỏ này trắng nè. Nó đỏ, bà thấy không? Nó đỏ. Dạ, nó đỏ hồng. Mai mốt là nó lớn lại trắng. Lại ngủ nữa hả bà nội? Lại ngủ nữa sao? Lại ngủ không? Phê phê. Phê phê. Cái hơi ấm của mẹ. Ấm vô nó ấm ấm. Ấm vô nó ấm á. Ấm mà ôm có cái hơi nè. Cái nó khóa nó phê phê. Cái chị đi đâu? Tháng 10 ngày chưa ta? Hơn rồi. Bữa nay mấy ta? À chưa đâu giờ. Mẹ nó là thứ tỷ 5 tuần, 5735. Ờ tháng 10 ngày rồi. Tháng thứ tư thứ năm rồi. Tháng 10 ngày hả? Dạ. Năm từng ngày thứ năm rồi. Mấy ngày chưa bao ngày vừa đó. Ừ năm từng mấy năm từng bao thì ngày. Thì nó nói chắc là 40 ngày rồi. Cười 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 kia. Thôi giờ ta kể xanh ba tay là ba tay hả? Lụm hả? Ba tay hôm nay 10 tay hả? 18 tay hả? 10 tay. Không biết nữa. Xanh ba tay đó thì giờ kể thì ba tay. Ba tay là được 1 tháng. Ừ. Cười 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 cười. Hôm nay thứ tư hả? Thứ tư là tới tuần nữa rồi. Con cười rồi. 6 tuần. 6 tuần mới là 42 ngày, 6, 7, 42. Ừ, tới 7 tuần. Dạ. Chắc gần 40, gần tháng 10 ngày rồi. Nó nhụi nó kiếm rồi đó. Nó nhụi nó kiếm rồi. Cô chú gì? Sáng giờ nhà có nó mấy chú bên người ta cười. Thế à? Người ta chào Hawaii gì còn nó chào heo quay. Người ta cười sáng thì cười cha nữa không à. Chào tối. Cô heo quay ạ. Chào chị, chào chị nhé. Mà cười bên mấy chú thì nó mới biết, tao biết là mà cười sáng giờ. Cha nhí hả? Cha nhí hả? Cha nhí làm hại. Cha nhí á. Hôm nay người ta sao mà nó nói chạy lắc à. Heo quay, họ kêu heo quay. Em à, ba Nhí không biết cái chuyện đâu. Ba Nhí hả, nói chuyện trong họng á. Ờ vậy. Không bóp mỏ. Mà giờ cô nghe cái vô rồi nấu mới biết. Mỏi. Trời ơi. Ôi 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 ôi. Kìa coi kìa, nó mỏi, nó mỏi. Ôi nó mỏi, nó mỏi biết rồi, nó mỏi lắm. Nó uống là để lên. Ê, bố mày con là có cừ không? Dạ. Ơi. Coi là phải cừ chứ không nói gì chứ. Bây giờ cô đang làm. Ơi, ta giò, giò cặn này, giò cặn này. Ôi, cong kìa. Cong dảnh lên. Cong dảnh lên kìa. Nó mò kìa, mò. Đấy, mò đó. Đó rồi đó. Mò trúng trúng á. Mau mấy ông ơi. Lớn rồi. Tầm giờ sang năm là nó đòi đi tranh giành ăn đồ ăn đồ chơi nè. Chắc là đói vậy bà nội. Hả? Đói. Cái miệng đào đào. Hồi nay bú bỏ mình đâu bú hết đâu. Bú không có hết đâu. Thương lắm á, thương lắm á. Thương lắm á, thương lắm á. Ừ. Ấm nó vậy nè. Ấm nó vậy nè. Ấm nó vậy nè. Ăn mà cái miệng chót chét rồi đó, cho tay nó ăn kìa. Đói rồi. Đói. Lẹ lẹ lắm. Nó đói là đói hả nội?
Nè đói nè, mâm nè, mâm nè. Nhủi nhủi rồi. Ui nhát, Quýnh đen, quýnh đen. Nói là bà thấy quýnh đen. Đó, chép chép rồi kìa. Chép chép kìa, chép chép. Đó, chép tép, chép tép. Tép, tép, tép. Chuẩn bị rồi, chuẩn bị có ăn rồi. Đó. Ồ, 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 ồ. Ồ, dí dầu, dí dầu, dí qua, dí lại. Ồ, đói ha, chờ chút ha. Chờ chút ha, nét kìa, cái nét đây, cái nét kìa. Chờ chút ha, nội đang quẩy sữa nha. Đấu nhanh ha, mới hồi nãy chưa đấu. Ờ, thiếu hả? Quẩy là đấu rồi. Đó, chờ dứt tay rồi, dứt tay rồi, dứt tay chọc. Người ta nói là hoặc ban ngày mặc tả thầm em á. Vậy hả? Vậy khỏi mặc được không? Dạ. Nhưng mà có nghĩ đâu có thầm miền Tây trước mà, đâu có thầm. Trời, tôi tha phấn liền liền, tôi sợ tha ra liền liền. Chứ không mặc cũng đái liền liền. Ồ, cái bụng nó bị cái mụn nhọt 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 nhọt. Ừ. Mũi cắn mũi cái điều này nó có cái bớt thấy không, không gạt thấy không đâu bà đây à đây ha à. Bụng nó có bớt đỏ đỏ luôn mũi, mũi cắn hay sốt bớt đỏ bớt son luôn dưới kèm mới có nè nó có son là bụng này tốt lắm này thường bớt thì trần này ngay bụng luôn màu đỏ không gầy màu không đấy hả nghe thấy không lớn lên là nó đậm đó. Con này á. Hai bớt chà bá. Con này chạy hiếu nha con. Là sao mà dạo lắm đó. Ừ, sao này ừ, son ngay bụng luôn. Mặt kính. Mặt kính là dạo lắm. Son mặt kính là dạo lắm. Sao này chạy hiếu ông nội bên nội nha con. Con gái ơi. Có cái bớt giấu nè. Đấy. Chưa chân là thấy nó dạo rồi. Đó. Có nhà đó. Có nhà đó. Có nhà đó. Có nhà tường rồi đó con. Có nhà tường, nhà tường bự rồi hết con. Dạ đi con cảm ơn đây khoanh tay hầu dạ ông bà đi con. Từ bữa rồi đó. Đó, Mỹ Ngọc giỏi lắm á, Mỹ Ngọc giỏi lắm á. Ừ. Dạ tới dạ rồi. Nhưng mà bên này không có mẹ thôi. Không có mẹ thôi, nhưng mà con lại có được tình thương của đại đại gia đình. Cũng sang hai chị nó luôn đó mà. Hai chị nó hồi nhỏ đâu có vụ mà mặc tả, bên bệnh viện mà về đâu có mặc tả đâu. Dạ. Không có tiền. Dạ không mặc tả. Bỏ giặt quần áo có dây có dọc á. Sữa không có uống mà. Mẹ nó sữa dữ lắm luôn. Thế ạ? À? Ừ mẹ nó sữa dữ lắm. Mẹ nó nhiều sữa ha. Ừ. Xanh đứa nào nó nhiều sữa dữ lắm luôn. Cho bú tới 4 năm tuổi luôn. Bú rồi. Nằm nghe nói chuyện người bảo. Bữa nãy đó. Chù mỏ rồi. Sữa đậu đứng đứng thôi thử coi nó dần lên. Nó ừ, vậy đó. Đó. Cho đói đói đi. Đào đào thêm tí nữa đi. Mốt lớn lên là chạy ha, chạy giỡn nhành ăn ha. Nè ăn đó, ăn đó. Tháng mấy rồi, đừng tháng 10 bữa rồi. Mốt chốc chốc liền. Bởi nó mẹ mà nó quậy chừng mà nó ngủ được nha. Nó ngủ bắt đầu nè, mình pha chữa đút vô liền rồi muốn ngủ nữa. Bắt đầu nó thì có giác chiều á, nè giác chiều. Bú của nó phê đó hả? Bằng tay kìa. Nhìn. Ngày hôm qua hai tay cầm bình sữa. Hai tay đỡ. Hai tay đỡ bình sữa lên. Sữa. Đói chứ hơn. Con mời ông bà cô chú uống sữa nha. Mỹ Ngọc mời ông bà cô chú uống sữa cho con nha. Dạy cho nó mai mốt cái gì nó cũng biết mời dạ thưa. Đồng vô quá à. Ủa ninh thế chà. Một tiếng xe kìa. Chú mày một bệt. Chú mày nhỏ này đen lắm. Thế gì mà người ta có rút có cái bớt son ở bụng do kính á. Vâng, cái bớt son đỏ bụng vậy.
con bé nó có cái bớt son đỏ là nó có phước lắm rồi, mà biết là nó có phước rồi đó, nó chỉ là nó bị thiếu tình mẹ thôi. Ừ, thiếu mẹ thôi, nó có cái đủ cái tình thương của mọi người đó, ông bà cô chú nó trong nước ngoài nước ai cũng thương con hết, chỉ có thiếu tình mẹ thôi à. Cái số phước mẹ nó số phần của mẹ đó. Nếu mà mẹ nó còn sống thì cũng đâu được cái nhà đâu, đâu có ai biết gì đâu mà được nhà. Mà cũng đâu có quần áo mà nhã nhơ vậy, đồ ta tả nhóc. Đâu có ăn uống gì đâu. Sửa soạn đi đẻ thì tôi mua chai dầu, hộp phấn, áo bé, rồi cái khăn lau mình, bịch tả, mua đủ hết trơn á. Mua để cho đi xanh á. Nó hôm má bà biết bà đi chợ Lê Dung mà mua cho con thì lên tôi mua cái như vậy đó, rồi mua quần cho nó nữa, quần giấy á. Dạ. Quần nữa cho mẹ nó hả? Mua cho mẹ nó luôn, ăn đi. Nhí qua bển đâu có biết rồi mà mua. Dạ. Nhí thì ai kêu làm gì làm đó hả? Ừ. Mua sẵn đó, hồi đi cái hồi đi cũng tôi sẵn đồ không? Sẵn đồ em bé rồi xả cái bình thủy, rồi hai ba cái chén, rồi đũa muỗng, tôi qua bển hai chồng ăn. Dù máu hả? Rồi tôi mới vô với sách đàng hoàng đó sách đi. Dù máu hù què. Nó nói bác sĩ thì vô máu độc cho vợ nó chết. Máu máu thuốc độc. Hương cũng hương dữ thôi mà nói. La lúc... mà la không được la mà không chủ hoài. Lúc còn sống hương vậy không? Trời sống nó cũng thương chứ mà đi đâu quấn quýt chứ lắm. Đi đâu cũng hai chồng chân á. Mà có cái em mấy chiều vợ đói là hai chồng lên xe chạy lên rồi tôi biết hai chồng đi ăn rồi đó. Chở vợ đi ăn đói. Chở vợ đi ăn rồi về về cái rồi mua bánh bao, nhiều khi bánh bao rồi vậy đó, nó bía rồi vậy đó. Dạ, thì kể con là để cho vợ nhường cho vợ cho con không à. Thân này thân đâu. Dạ. Nó sợ ở nhà nó quấn quýt vợ đó. Con mình nó thương thì tôi cũng mừng đó. Thôi cái gì tôi nghe giỡn là tao nói nghe giỡn giỡn thôi, cái bê bê la bê gên với tao mày cầm tốn mà ngủ quýt vậy thằng này cũng mà ngộ nghe, những con vợ ở nhà là thằng này ít đi chơi ở nhà không à, không có đi, những đi mần này cũng đi chìa cũng quýt với vợ đó, nhiều ngủ mà nghe cũng lo vì con cái. Mình xin dân mồm tắm rửa con cũng nghĩ nữa bà coi vú mà nó lâu lên không không biết ỉa ỉa dạ, cái chắc là thúi rồi mới ỉa nãy rồi đó chẳng nghĩa rồi ngay giò đó nó đạp mạnh lắm chứ bộ nó đạp mạnh lắm chứ đạp rồi giờ đạp rồi. Không, nó ghé mà không thấy nó nhẹ vậy luôn. Mặc đồ màu trắng dễ thương quá mà đồ. Ha. Tôi thấy ngoài đóng cửa đi đâu hai giọng đi đâu thấy đâu. Nút. Cỡ chừng 2-3 tuổi là khỏe rồi đó bây. Giá chừng thâu nôi đó. Dạ. Là cũng biết dài bên nước rồi cũng nhẹ nhẹ rồi. Đi chạy tới chị lui được rồi. Nhỏ này chừng nó cứng hơn thâu nôi à. Dạ. Bước chạy bước à. Cũng là tại vì nó già, nó xanh 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 ấy mà. Ngầu ngầu ngầu, ngầu chân chó con vậy. Nó ngầu ngầu. Nó ngầu vậy đó, nó ngầu ngầu. Ngầu ngầu, nó ngầu mà ép bú qua nó ngừ thôi. Đi chân như chó con này. Cái tay đó sắm nắm tay con này. Vậy đó. Tối đâu ngủ được ngon giấc nữa không nội. Chắc pha sữa hoài hả? Nó nhúc nhích đó, làm vậy nó này con này hoài. Coi quay cho nó nè. Đó, đó. Đập cái giò đó kìa, cái giò đó nè, sống giò đó đi nha. Đó, ôi rồi có giò kìa, bà nội, coi nè, cái giò nè. Đó, nó gồng cái giò đó nè. Cái giò đạp cũng hơi mạnh mạnh lắm chứ bộ. Dạ. Đó. Thấy chưa nè. Ỉa một đống rồi bà nội. Ỉa, dữ dằn luôn. Ừ. Rồi xong rồi dọn nha. Xong. Để nó cho nó nước hết đi. Cho nó nó bún rồi đó. Rồi dọn hả? Dọn hả? Rồi. Một đống này nè. Đúng. Rồi bữa nay mặc đồ có ai chạy. Đây này bà nội con này một đống chà bá. Hồi nãy bà nội ra tắm xong cái đồ rồi cho nó cho nó. Mà đi đâu? Không có hả?
gì vậy đây? Đây bà đội lấy khăn lấy đồ lên lau nè. Ôi. Bà chưa? Đây nè, một đống này nè bà nội nói gì? Đưa đi đưa hết. Đó, thấy chưa? Ê, bà đội thấy không? Thấy không? Đi giỡn hoài. Chào ông bà luôn. Chào cô chú. Con hỗ cho con cắt nhà. Con hỏi con cắt nhà. Con mừng không? Con mừng không? Con mừng. Xong rồi về nhà mới ở ha. Thấy chưa? Đóng quên thế này. Kìa tôi dòm tôi thấy hai đứa tôi cũng thấy y gan thì xin tức lực. Nó kêu con em nó nằm xuống nó cháy lỗ tai. Thế à? Cái con nhỏ lớn, con nhỏ nhỏ nằm lên trên cái bắp đùi nè. Giấy lỗ tai ngửa thẳng. Trời ơi, hy sinh tính lực hay gì, chắc tôi quýnh nữa. Thấy không? Kêu đi lui dịch, tôi quýnh nữa. Nhỏ là nó sạch sẽ nè, nó có dính cái là nó chịu không nổi thôi. Nhỏ này bị quen đó rồi. Xài bên đây bà nội. Đây. Nè. 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 Trời nó đái, nó cũng không chịu nữa. Đấy, nó con cút rồi bắt hai cho nó thật lắm á. Thấy không? Nó bức cức đó. Trời ơi, sáng mặt hơn ta mình nha con. Nó đâu có nổi đâu, nó thôi, nó bức cức. Mà bị uống hôm ba sữa đó. Dạ, nó uống mấy màu đi mà nó có nhiễu thì cũng lao à. Đó nó thôi. Hái hai đồ. Thấy không, sạch sẽ hay như vui thấy không? Uống gì con? Sạch cái đó. Đó, sạch cái đó này, uống hết lên đi. Bỏ ồ của tôi. Mới ăn mì rồi để ăn cơm. Mới ăn mì rồi để ăn cơm. Rồi. 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 Rồi chưa, con dở nồi để ra nè, dở nồi cơm nóng. Rồi đó không, thầy ơi. Giống, giống con hồi nhỏ không? Giống con hồi nhỏ không? Đó. Giống không? Giống không? Con biết mắt ỉa. Thấy không? À? Con mắt đái. Nó bị gì đó đỏ đùi cái này mà đoán cho. Đủ trắng đủ trắng phải không? Sức miếng mới dầu. Dạ em được rồi đúng không? Nè con mặc áo của ai vậy? Hả? Nãy cho đó. À, áo của mẹ cho hả? Mẹ đâu có mua áo đó đâu. Có đâu, con nãy cho. À bà nội cho hả? Ở đâu trong bọc tôi lấy ra có cái áo bự dữ tôi bận cho nó. Đây nè. Nè con sức miếng nè. Chị ba hôn mà. Trời ơi, chị ba rồi dữ ha. Chị ba thương mà, chị ba thương mà. Tóc lên luôn đụng như mặt em đó. Bà nội mũi chích nhiều lắm rồi nè bà nội. Đâu? Nè. Sáng để vô dẫn rồi. Ôi, 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 âm đứng lên vậy nè. Đây đó. Âm đứng lên vậy nè. Tóc con đang vui rồi. Đứng xong rồi đó, tóc con mỏ đó. Tóc phải mỏ đó, chưa lâu bà ơi. Đứng lên nó em vui hả? Chưa lâu bà ơi. Cái chị sạch sẽ cho em nghe không? Sáng cũng bức cước, đừng có thông chuyện đi tao lao. Cái là mày có ngủ chắc tới giờ đó. Dạ. Lao đi thà mẹ muốn chắc. Nó nóng bà nội, nó ra mồ hôi. Ăn cơm đây. Anh em ăn cơm đi. Ăn cơm cho anh em ăn trước đi. Bữa nay ăn cơm ruột xào. Ớt xào sợ cái mà chóc chóc này. Cái mà bánh chóc chóc này. Ừ. Ủa mấy giờ mày ăn cơm hết chưa kêu? Mấy giờ mấy? 10 giờ mấy nha. Cô chú mà mừng một giờ mới có ăn đó mà. Dạ. Dạ. Cô chú. Con bé con mà. Chào ông bà ơi. Chào không? Không hương luôn. Ừ.
Ờ, rồi, có nó dòm kìa, nó dòm chú kìa. Nó biết dòm rồi đó. Ồ, có dòm kìa. Ừ. Giỏi quá ha. Ừ. Ừ. Đó, nó mới được đó. Xài mà. Ớt 35 ngàn ký hả? 100 ngàn 3 ký đó. 100 ngàn 3 ký. Lấy đâu mày phơi coi. Từ làng qua ba lấy cái ba tính 105 luôn, không có